Ủa, bên bạn trai ấy, đi ấy, rất là nhiều quà. Mà sao mặt chị không vui hết trơn vậy chị? Vui chưa? Vui, vui quá trời vui mà. Vui mà. Nè, cầm cái chuối này về nè, dằn bụng vô hỏi mấy người đi. Trời ơi, thôi cái gì mà chị giữ vậy? Bớt trời ơi. Đi, chị ơi, bớt giữ lại đi. Trời ơi, cái gì mà kỳ vậy ông? Dù sao đi nữa mình cũng về một nhà. Nhu sau này á cũng về bên gia đình tôi rồi mà. Nhưng anh chị bớt nóng đừng có chửi hờn hung dữ quá. Ai nói tôi gả? Tôi nói cho bà biết nha, không ai làm thiếu gia với nhà bà hết nha. Con gái tôi không có gả con trai cho bà đâu. Tôi nhịn bà gia đình bà là sáng tới giờ rồi đó. Ủa, anh chị không gả hả? Thì nó cũng đi theo cháu trai tôi à. Đó, chị mà không gả hả, nó cũng cuốn gói đi theo con trai tôi à.